Vẽ tranh vẽ chị Sammy với phong cảnh đi, em thích anh vẽ được. Luôn anh mà vẽ được em ra khỏi nhà tu quần. Ok em, nhưng mà em ghi sai chính tả rồi nha. Anh không cần anh vẽ rồi nha. Bây giờ anh vẽ chị Sammy nhé. Sammy Đào là một nữ gamer, tiktoker nổi tiếng triệu view trên mạng xã hội. Cô là một cô gái tài năng, xinh đẹp và duyên dáng, được biết đến với nhiều hình tượng là Sammy Đào Cute trên internet. Sammy Đào tên thật là Trương Thị Anh Đào, là một tiktoker, gamer trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Sammy Đào năm nay 22 tuổi. Sammy Đào sinh ngày 4 tháng 3 năm 2001, quê ở Thừa Thiên Huế. Sammy Đào và mèo Simi là hai chị em song sinh. Bạn nào là fan của Sammy Đào thì để lại bình luận phía dưới nhé.